tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với bài viết Thích Trí Quang và những hồn ma bóng quế của nhà báo Vũ Đồng Hà đã trên dân làm báo vào ngày 16 tháng 11 của năm 2019. Thanh Tâm kính mời quý vị cùng theo dõi. Thích Trí Quang và những hồn ma bóng quế. Thích Trí Quang nằm xuống, đóng tro tàn nguội lạnh của thời kỳ tranh đấu chống Mỹ Diệm, do đó là được xới tung lên. Xen lẫn tiếng gõ mõ cầu hồn vào vinh danh người được cho là đã từng làm rung chuyển nước Mỹ là những tiếng hát bè đủ nhịp điệu của những kẻ một thời ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Họ vừa ca tụng thầy, vừa gián tiếp ca ngợi thời oanh oanh, liệt liệt của phong trào mà Cộng sản Việt Nam gọi là chống Mỹ cứu nước, trong đó có họ. Gần nửa thế kỷ trôi qua, giữa hiện tại bi thảm và tương lai đen tối của đất nước, những hồn ma bóng quế ngày nào chợt nhau nhau sống lại, nhảy múa quanh cái xác đang tỏa ánh âm u bởi những đốm lửa ma chơi. Đột nhiên cả một giai đoạn được những con ma xó này cho là thời kỳ rực cháy lý tưởng dường như lên đồng và bừng bừng sống lại. Tưởng chừng như đất nước ngày hôm nay đang huy hoàng sáng lạng nhờ vào những ngày tứ xăng đốt lửa lên đầu ở Sài Gòn dạo ấy. Những con ma xó ngày xưa lại chui ra khỏi bóng tối trùm mền để vừa ca ngợi hồn ma Trí Quang, vừa gián tiếp tự vỗ về lương tâm trong việc đã cùng thầy đứng lên chống cái gọi mà họ gọi là bè lũ diệm nhu thiệu kỳ cho hòa bình, độc lập. Hơn 40 năm, thời gian còn tương đối ngắn để có những phán xét lịch sử thực sự khách quan và công bằng về con người Thích Trí Quang. Nhưng từ năm 1975 đến nay, trong suốt 44 năm, chính Thích Trí Quang với cuộc sống và thái độ của ông ta đã viết bản án kết tội mình chứ không ai khác. Cũng chính con người được cho là cao tăng đức độ từ bi ấy đã ngoảnh mặt trước mọi khổ đau của đồng loại. Từ bi nào có được trong sự im lặng trước thảm cảnh thường nhân, hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bỏ thai trên biển cả, hàng vạn người bị đày lên rừng sâu nước độc trong những trại tù mang tên cải tạo và tiếng khóc của dân oan kéo dài xuyên thế kỷ. Cũng chính con người được cho là đấu tranh cho đạo Pháp ấy đã lấy câm nín làm giải cục khi Hồ Chí Minh leo vào chùa, ngồi bên cạnh Phật, khi Phật Pháp bị xâm lăng bởi những tên sư, sinh tí khí và đoàn ngũ tăng ni nắm quyền lãnh đạo giáo hội đã được đổi tên, quốc danh hóa là những tên sư đội nón cối, xếp hàng viếng lại Hồi giáo chủ ở Lăng Ba Đình. Cũng chính con người được tung hô là yêu nước ấy đã kiên trì làm ma xó trong chùa, bỏ mặc đất nước bị nhà cầm quyền đem dân, đem bán, bỏ mặc những thanh niên thiếu nữ Việt Nam, hình ảnh trung thực nhất của lòng yêu nước bị bỏ tù, bị đày đọa. Đối với ông Thích Trí Quang, chế độ Mỹ ngụy chắc hẳn phải xấu xa, tồi tệ, bán nước hại dân hơn chế độ Cộng sản Việt Nam lắm lắm. Để mà thầy trong ngoặc kép ngày trước phải đứng lên tranh đấu và ngày sau thầy an lành, sống hòa bình với đám thổ phỉ Ba Đình. Bi Trí Dũng, bi đối với số phận nghiệt ngã có đồng loại cũng không. Trí đã nhìn ra những hệ quả và thủ phạm của hoang tàn đất nước cũng không. Dũng, để nếu có nhận thức đúng đắn và từ đó bày tỏ thái độ đứng lên cứu đạo, cứu nước, cứu đời cũng không. Những gì xảy ra sau ngày 30 tháng 4 của năm 75 từ nó chứng minh con người thật của Trí Quang trước ngày 30 tháng 4 của năm 75. Ông ta không xứng đáng được gọi nguyên pháp danh là Thích Trí Quang, chứ đừng nói đến hai danh xưng hòa thượng đi trước tiên. Hơn nửa thế kỷ trước, Trí Quang và những hồn ma bóng quế ngày nay đã dùng xác người khác để đốt lên ngọn lửa Sài Gòn. Ngọn lửa ấy đã góp phần đốt cháy căn nhà Việt Nam ngày hôm nay. Không cần đến lịch sử ngồi vào ghế quan tòa, chính hệ quả sau cùng dẫn đến tình trạng đất nước sau 75 và đời sống của họ sau ngày tháng Tư đen là bản án tự kết tội họ. Cho để hãy để cho những hồn ma bóng quế chết trong im lặng. Lịch sử đã quá mệt mỏi và chán chường với những con ma xó này. Khơi lại đống tro tàn của những thành tích trong ngoặc kép, góp phần làm nên bộ máy buôn người và bán nước hôm nay thì người ta sẽ lại lôi những con ma xó, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản ra để tế độ như đang tế độ tên nhạc nô, biệt kích văn hóa Trần Long Ẩn. Đồng chí của Thích Trí Quang vừa ăn cơm quốc gia, vừa gõ mõ, vừa tụng kinh, vừa tiếp tay với tập đoàn Quỷ Đỏ vô thần, làm tròn sứ mạng của chúng là đánh cho Nga, cho Tàu, là đánh cho Mỹ cốt ngụy nhào, là đánh cho học máu đồng bào miền Nam. Hãy để quá khứ chôn vùi theo những lương tâm không bằng lương tháng và tâm hồn mỏng hơn cuốn sở hưu của những người được gọi là anh hùng chống Mỹ cứu nước bây giờ đã già nua theo sự nghiệp ăn mày quá khứ và ăn bám tương lai. Hãy để những ông thầy tu làm rung động nước Mỹ ngày xưa nhưng không lung lay được một sợi lông chân của Tàu ngày nay chết thật sự trong im lặng như ông ta đã chết trong giả vờ kể từ ngày 30 tháng 4. Hãy để những người dân Việt khốn khổ ngày hôm nay nhìn về phía trước, bỏ lại những lừa lọc của quá khứ và đứng lên hiện tại để tranh đấu cho tương lai của thế hệ mai sau.
và nhắc nhở. Những hồn ma bóng quế nên nhớ rằng Thích Trí Quang không phải là Phật Pháp, cũng như hàng ngàn tên Thích Tí Khí đang tụng kinh gõ mõ không phải là thầy tu. Để đừng vỡ đũa cả nóng và chụp mũ cho những ai có ý chí ngược với mình đối với những kẻ cạo đầu vào chùa làm loạn ngày xưa. Và xin Tí Khí ngày hôm nay là những người đang chống phá Phật giáo. Ma Tăng Tị Thế, một bài viết của tác giả David Thiên Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Tị thế là tránh đời, là trời đánh. Qua việc tên Ma Tăng ăn cơm quốc gia thờ Ma Cộng sản, gọi là Thích Chí Quang vừa chết, tôi không dùng từ viên tịch kính cẩn, vì theo tôi ông ta không xứng đáng. Ngoài việc vài người cho rằng ông ta là thiên tài bẩm sinh lãnh đạo chính trị, tài giỏi vô song, nhưng thiên bẩm xuất chúng vô song gì gì đi nữa, nhưng cái bản lãnh chính trị đáng được kính trọng và tôn vinh là đem cái tài năng xuất chúng đó nhằm cống hiến cho dân tộc, cho đất nước mà quên cả thân mình thì danh lưu thanh sử, và có đi về với cát bụi thì vẫn được xem là bất tử, sống mãi trong lòng muôn dân. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, hắn đã làm gì? Thích Chí Quang đã góp tay đắc lực cho Cộng sản Việt Nam nhằm dập tắt nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đầy nhân bản và văn minh trong buổi ban sơ còn son trẻ. Với tài năng xuất chúng, trời đất phú cho, có người nói thế, để hại dân tộc, phá giang san thì có phải là mục đích, ý chí của tổ tiên Hồng Lạc không? Điểm này, tôi có bài Trí Thức Việt Nam Trước Nội Tình Đất Nước đã đăng trên Dân Làm Báo. Hơn 44 năm qua, nhân dân Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, núi sông xương máu của người dân miền Nam trải dài khắp rừng núi, nhuộm đỏ sông hồ, xác chìm đáy biển, rồi làm thân châu ngựa khắp năm châu, qua chính sách xuất khẩu lao động của Cộng sản bày ra. Mấy chục năm qua, há có phải là vì họa Cộng sản đến ngày nay vẫn chưa dứt? Bao sĩ phu yêu nước còn vật vã tò mò sau song sắt nhà tù Cộng sản, không một ánh sáng lọt khe, và hết thuyền nhân nay lại đến thùng nhân là do đâu? Với thuyền nhân thì Cộng sản cho là thế lực thù địch, còn với thùng nhân thì chúng đắp tay ngoảnh mặt làm ngơ vô cảm. Trước những cái chết thật thương tâm mà loài người trên thế giới đều chia sẻ và mặc niệm. Hơn 44 năm về trước, nhân dân miền Nam có ai dứt áo ra đi, liều chết để lìa bỏ quê hương, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân như vậy không? Tôi không nói thêm nữa, vì những nỗi gian truân đau khổ của người dân miền Nam, cả thế giới đều biết và đều giang tay cứu giúp suốt hơn 44 năm qua. Có một điều đáng nói là đa số nhân dân Việt Nam, kể cả hàng ngũ trí thức trước đây và hiện tại, trước những hành vi bán nước hại dân, tội đồ của dân tộc mà không một ai lôi những tên đó ra để hạch sách luận tội, để đến khi hánh chết đi thì mới trang kia bài nọ kể tội chúng không tiếc lời. Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng bỏ qua tàu lén lút ký cái gọi là bật ước thành đô bán nước. Khi chúng còn sống, không ai vạch nên tội đồ của chúng, để đến khi chúng ra ma rồi mới đàn hạt nọ này. Khi Đỗ Mười còn sống, tôi có viết bài Sao Không Bắt Chim Đỗ Mà Đi Kiến Nghị Viễn Vông, đăng trên Dân Làm Báo và nhiều mặt báo khác. Ở đây, từ Chim Đỗ là chỉ tên Đỗ Mười. Tên Ma Tăng ăn cơm quốc gia thờ Ma Cộng sản Thích Chí Quang đã tiếp tay Cộng sản hại dân hại nước, mà trong nhiều thập niên qua, mọi người im hơi lặng tiếng, để hơn 44 năm hắn núp bóng thiền môn,
gối cao đầu mà hưởng lạc ở chùa Từ Đàm, thành phố Huế, và thọ những 97 tuổi. Giờ hắn theo bác, đồ lại bài nọ bài kia, khen chê lẫn lộn, để làm gì? Thật là vô bổ. Thưa anh, một nhà tu nổi tiếng đã làm nền đệ nhất Cộng hòa sụp đổ và nền đệ nhị Cộng hòa gặp rất nhiều khó khăn qua phong trào đấu tranh của Phật giáo, đã qua đời vào tuần qua. Anh có nhận xét gì về Hòa thượng Thích Trí Quang? Thưa quý vị, Hòa thượng Thích Trí Quang là một nhân vật rất là nổi tiếng của miền Nam Việt Nam và của cả thế giới nữa. Tôi còn nhớ ngày đó hình của ông thượng tọa, khi đó ông là thượng tọa Thích Trí Quang, ông được đưa lên trang bìa của báo Thai và họ viết cái tiết như là The Buddhist Monk Bid for Power, tức là ông nhà tu này muốn cầm quyền, đại khái vậy. Thì thưa quý vị, có nhiều người cho đến bây giờ, tức là 44 năm sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, thì vẫn còn có những người họ nói ông là, ông Thích Trí Quang là đảng viên Cộng sản. Thì thưa quý vị, không có bằng chứng. Chưa có bằng chứng gọi là để mà cho người ta thấy rằng ông là đảng viên đảng Cộng sản. Nhưng mà ông là người làm lợi cho đảng Cộng sản. Ông là người làm sụp đổ cả miền Nam. Tại sao tôi nói như vậy? Vì thưa quý vị, ông là cái người đầu tiên, ông là trong cái người mà lãnh tụ của Phật giáo thời đó. Và nổ ra cái vụ người Phật giáo tranh đấu, và sau cái vụ mà nổ bom ở bên Đài Phát Thanh Huế thì bùng lên một cái cuộc mà chống chế độ ông Ngô Đình Diệm, và chế độ của ông Ngô Đình Diệm sụp đổ, là người mà gọi là có công nhất trong việc lật đổ ông Ngô Đình Diệm là Thích Trí Quang. Thưa quý vị, tôi là một người ở Huế, tôi sống ở Huế cho đến năm 1968-69. Thành ra tôi biết rất nhiều về những cái biến động ở Huế. Và cái đó tôi cũng đã là học sinh rồi, trung học rồi. Thì thưa quý vị, ông Thích Trí Quang là cái người lãnh đạo cái phong trào Phật giáo. Và từ Huế thì nó mới đi vào Sài Gòn. Và sau khi lật đổ ông Ngô Đình Diệm rồi, và cái đòi hỏi của Phật giáo là muốn bình đẳng với các tôn giáo khác, thì cái hội đồng quốc nhân cách mạng, những cái chính phủ sau này, họ thừa nhận, và họ thừa nhận giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Khi đó là do ông Thích Tâm Châu lãnh đạo, và người làm chánh thư ký văn phòng là thượng tọa Thích Trí Quang, hai người đó. Nhưng mà ra về ông Thích Trí Quang không hài lòng với cái việc là Phật giáo cũng đã được nhìn nhận như là một tôn giáo khác, đặc biệt là với là công giáo. Bởi vì họ nghĩ hồi xưa thời ông Diệm công giáo được ưu đãi hơn và Phật giáo bị chèn ép trong rất nhiều vấn đề. Nhưng mà bởi vì ông Thích Trí Quang, ông có quá nhiều tham vọng. Tại vì ông được người ta đề cao ông quá. Không phải là Phật tử ở miền Trung, ở Huế, không phải là Phật tử ở cả nước, mà ngay cả thế giới, ông cũng được người ta ca tụng. Thành thử ra ông muốn trở thành, tôi nghĩ là ông muốn trở thành, bởi vì ông có thể làm tổng thống được, ông có thể làm thủ tướng được, mà ông muốn trở thành một loài như là một loài quốc phụ, cha của cái đất nước, hoặc là ông trở thành một, có người nói ông là muốn trở thành Thái Thượng Hoàng, tức là ông đứng đầu lãnh đạo tổng thống hay là lãnh đạo thủ tướng và chính phủ. Bởi vậy ông luôn luôn đấu tranh. Ông đấu tranh từ cái năm 63 sau khi lật đổ ông Diệm. Ông đấu tranh sau năm 1966. Tôi cũng thể tưởng tượng được cái cảnh. Tôi nhớ lại năm 1966, chính Thượng tọa Thích Trí Quang là người kêu gọi đồng bào Phật tử Việt Nam ở Huế đem bàn thờ ra đường. Tôi ở Huế, tôi ở An Cựu, tôi ở trên cái con đường mà từ cầu An Cựu đi qua Trường Tiền, là cái đó là cái con đường quốc lộ số 1. Và người ta đem bàn thờ ra, tôi bỏ ngoài đường. Trời ơi, Phật, bàn thờ Phật đem ra bỏ ngoài đường, mà cái đó ai kêu ra? Ông Thích Trí Quang kêu ra. Tôi ở dưới đó, tôi ở cái khu là An Cựu nhá. Và khu đó, trong cái khu vực tôi ở đó, trong cái gọi là cái kiệt 4 đó, tôi nhớ là kiệt 4, cái năm 66,
chỉ có được khoảng 5-6 nhà là cùng nhau thôi. Tụi tôi nằm ở giữa cái lõm á. Mà trong đó là có cái gia đình mấy người em, mấy người chị của ông thiếu tá Đặng Sĩ, cái người mà bị cáo buộc là cho nổ bom ở tòa ở Đài Phát thanh Huế mà giết chết 8 người đó. Thì trong đó là chị tôi có chuyện sống gia đình thôi. Mà chúng tôi thì cũng tương đối là bà con ở đó, Phật tử họ, đa số là Phật tử hết. Họ cũng là quý mến tụi tôi. Nhưng mà mình rất sợ khi đi ngang qua, vô trong mấy cái hẻm đi qua đường á, đi qua mấy con đường mà mình sợ mình đụng vô cái bàn thờ một cái là mình chết. Họ giết mình chứ không. Tôi nghĩ nếu mà chúng tôi đi mà đụng cái bàn thờ là có thể bị người ta giết chúng tôi. Bởi vì Phật tử đưa theo lệnh của Thích Trí Quang đem bàn thờ Phật ra chặn đường để không cho xe cổ đi lại. Và may có ông Kỳ, Nguyễn Cao Kỳ là một Phật tử thuần thanh, con của Phật mà. Cao Kỳ ông tự xưng ông là con Phật. Ông là cái người ra dẹp cái bàn thờ ở Huế. Thành thử ra ông, rồi ông Thích Trí Quang sau này, tôi nói ông phải là đảng viên Cộng sản, nhưng mà ông là người làm lời cho Cộng sản. Và ông là người làm sụp đổ hai cái chế độ, Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa. Tôi nói cái chế độ sau là sao? Là bởi vì trong những cái ngày cuối cùng á, ông vẫn tranh đấu. Và ông muốn chủ trương, ông là phải là chính phủ mình phải gọi hòa hợp hòa giải. Bởi ông là cái người lập ra cái gọi là phong trào hòa hợp hòa giải dân tộc. Và ông là người chính thức ủng hộ ông Mặt trận Giải phóng miền Nam. Mặt trận Giải phóng miền Nam là của Cộng sản, thế mà ông lại đi ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đó là ông Thích Trí Quang. Và chính vì vậy mới có cái sự hai không đồng ý giữa hai bên, giữa ông Thích Tâm Châu và ông Thích Trí Quang, mới chia ra Thích Tâm Châu mới chia ra Hội Phật giáo Việt Nam, gọi là Giáo hội Phật Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà một bên gọi là Ấn Quang là của ông Thích Trí Quang, và một bên là Viện Hoa Đạo của ông Thích Tâm Châu. Thống Nhất nhưng mà lại chia rẽ. Đó là một cái sự đổ vỡ của trong Giáo hội Phật giáo thời đó. Và vào những ngày cuối cùng thì ông Dương Văn Minh, ông khi ông ra ông nhận lời mà ra để mà làm tổng thống mà đưa lên, thì là bởi vì trong Phật giáo họ đẩy ông lên cũng nhiều. Và ông tin vào ông Thích Trí Quang, và ông nghĩ rằng là ông là có Thích Trí Quang, ông là người lập ra cái phong trào hòa hiệp hòa giải dân tộc, và ông là cái người ủng hộ cái Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thành thử ra nếu mà ông Minh lên làm và có thầy Thích Trí Quang thì thầy sẽ nói chuyện với bên phía Mặt trận Giải phóng. Thế nhưng mà vào những ngày cuối cùng, khi theo tôi cũng không biết, tại vì tôi không có nghe ông Minh nói, nhưng mà theo những người khác nói đó, là vào ngày cuối cùng giờ chót, ông gọi điện thoại cho ông Thích Trí Quang để ông muốn rằng là người trong Mặt trận Giải phóng nói chuyện với ông. Nhưng mà ông Thích Trí Quang, ông nói là ông từ chối, ông không nói, ông nói nhiệm vụ của tôi đến đây hết rồi. Và ông Minh, ông Dương Minh, ông bỏ điện thoại. Trước khi bỏ điện thoại, ông nói thầy giết tôi rồi, thầy giết tôi rồi. Và chính sau đó ông đầu hàng. Và đó là, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà mình gọi là nói về ông Hòa Thượng Thích Trí Quang. Bởi vậy, từ năm 1975, thưa quý vị, chính Phật giáo cũng đã bị mang tiếng là bởi vì có đóng góp phần nào vào trong cái việc mà làm cho miền Nam sụp đổ. Bởi vậy sau khi đó thì Thượng tọa Hòa Thượng Thích Đốn Hậu đi ra được Cộng sản nó cho vô làm ở trong cái đại biểu nhân dân, tức là vô quốc hội đấy. Thầy có vô ở trong. Và thầy tưởng rằng là thầy vô như vậy là mai mốt thầy sẽ có một cái vai trò gì trong Giáo hội Phật giáo. Nhưng mà Giáo hội Phật giáo cái đó là khi nó lập ra cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, thì do chính phủ lãnh đạo. Thành thử ra cuối cùng ở một thời gian thầy Hòa Thượng Thích Đốn Hậu thấy không được, thầy mới rút ra. Và thầy chống nó. Và thầy chống nó thì gì? Nó bắt bỏ tù. Có mấy thầy khác như là Huyền Quang, rồi Quảng Độ cũng là bị giam, còn Thích Thiện Minh là bị đưa vào tù, rồi chết trong tù. Thì đó, khi đó các thầy Phật giáo mới mở mắt ra, mới thấy rằng Cộng sản là chơi với nó không được. Thích Đốn Hậu sau này trở thành là một người chống Cộng sản rất là mạnh mẽ. Và được người ở ngoài, hải ngoại cũng rất là hoan nghênh, bởi vì thầy là người chống Cộng sản tích cực. Nhưng mà chỉ sau năm 75, sau khi đã không còn đóng cái vai trò gì ở trong cái vấn đề mà đào cái đất nước Việt Nam nữa, tức là nói chung là các thầy có tham vọng, nhất là thầy Thích Trí Quang có tham vọng. Ông không có, mấy người họ viết bây giờ họ nói ông là một họ ca tụng ở trên báo chí, họ gọi ông là một người mà gọi là có công với Phật giáo rồi. Thì đương nhiên ông có công rồi, ông là một nhà tu chân chính. Tôi nghĩ ông đó không phải là nhà tu chân chính, ông là một người mà có cái tham vọng chính trị.
rất là tham vọng chính trị. Chỉ cho đến khi mà ông là người giác ngộ sớm nhất, sớm hơn cả Hòa Thượng Thích Đôn Hồng nữa, ông mới sau khi về cộng vào. Thưa quý vị thấy không? Ông im lặng. Ông sống một cái đời ẩn dật. Từ năm 75 cho đến khi ông chết vào cuối tuần qua, ông không có xuất hiện. Ông, ngay cả khi những cái đồng đạo của ông bị tù, chết trong tù, ông cũng không có lên tiếng, ông cũng không can thiệp, ông cũng không nhường cái ảnh hưởng của ông, cái công của ông, của cái thời mà ông làm cho chế độ miền Nam sụp đổ và giúp cho thống nhất đất nước. Ông không dùng cái công trạng của ông đó để ông có một cái tiếng nói gì với là nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là ông đã dùng 40 năm, Hòa Thượng đã dùng 40 năm đó ẩn dật ở trong Sài Gòn, sau đó ra những cái năm cuối chừng khoảng 5-10 năm sau này về sống ở bên chùa Từ Đàm và viết sách. Và tôi nghĩ là 44 năm đó Hòa Thượng Thích Trí Quang, tôi nghĩ rằng là sống cái đời ẩn dật như vậy, để ngoài vấn đề viết sách thì có để ăn năn, để hối cải, ăn năn, hối cải, sám hối những cái gì ông đã làm cho đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam bây giờ 90 mấy triệu người sống ở dưới cái công gồng cùng của Đảng Cộng sản là bởi vì ai? Bởi một phần rất lớn Thích Trí Quang. Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, 30 tháng 4 1975, Máu và Nước Mắt. Kể từ giờ phút tên phản tặc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng để dân miền Nam tự do vào tay của Cộng sản Hà Nội, thì hàng năm cứ đến ngày quốc hận 30 tháng 4 là mọi người dân Việt dù ở quốc nội hay nơi hải ngoại cũng đều cảm thấy xót đau, bởi tất cả đều không bao giờ quên và mãi mãi vẫn nhớ đến một ngày tang thương đã trùm phủ xuống quê hương, ngày nước Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay giặc thù Cộng sản. Nhưng riêng thành phố Đà Nẵng, quê hương tôi, thì nhờ có công lao của lực lượng hòa hợp hòa giải Phật giáo Thống Nhất, khối Ấn Quang đã đưa từng đoàn xe ra tận núi rừng để đón rước bộ đội Bắc Việt vào thành phố sống hơn một tháng, ngày 29 tháng 3 năm 1975. Từ ngày vượt biển ra hải ngoại cho đến hôm nay, tôi vẫn hằng mong đợi một bài viết thật trung thực và đầy đủ về những cuộc bạo loạn, cũng như những ngày cuối cùng của thành phố Đà Nẵng trước khi mất nước. Song cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa hề thấy, nên tôi, một phụ nữ không biết gì về văn chương, lại thấp kém về mọi mặt. Nhưng bởi mấy chục năm qua, lòng tôi vẫn xót đau khi những hình ảnh của những người đã bị chết oan, trong đó có những bé thơ, cứ hiện về như trách móc bảo tôi hãy lên tiếng. Vì thế, tôi phải hết sức cố gắng để viết lại những gì mà chính tôi đã mắt thấy tai nghe, những điều mà có rất nhiều người đã biết, nhưng vì một lẽ nào đó nên tất cả đều im lặng. Họ không muốn hay không dám nói. Tôi đã chứng kiến từ ngày 20 tháng 3 năm 1975 với từng đoàn người di tản từ các tỉnh Trị Thiên, Nam Tính Ngãi đổ về Đà Nẵng mỗi ngày một đông. Họ chỉ mong được lên tàu di tản vì những nơi đó Việt Cộng đã hoàn toàn kiểm soát, không còn gì để hy vọng. Tại Đà Nẵng, trong khi từng đoàn người bồng bế nhau chạy xuống bến Bạch Đằng, thì từng loạt pháo kích của Việt Cộng bắn theo nổ chặn đường, làm kẻ chết, người bị thương, ai còn sống, bỏ tất cả lại để chạy thoát thân. Nhưng rồi chuyến tàu cuối cùng cũng đã rời bến Bạch Đằng, những người còn lại đành quay trở về. Trên đường phố từng toán người dìu dắt nhau trở lại, sau khi trở về nhà, họ đóng cửa, chỉ nhìn ra đường qua cửa sổ. Họ đã sống trong những giờ phút hải hồng chờ đợi, không biết những gì sẽ xảy ra, thành phố ngưng mọi sinh hoạt.
thầy chùa đã đưa xe ra tận núi rừng để đón cộng quân vào Đà Nẵng. Tôi vẫn nhớ mãi về buổi sáng 29 tháng 3 năm 1975. Lúc ấy, vì phải đi tìm người thân bị thất lạc, nên tôi có mặt tại ngã ba Huế, nhìn kim đồng hồ tay đương chỉ đúng 8 giờ. Khi nghe những tiếng động ồn ào, đồng bào mở cửa nhìn ra, tôi cùng đồng bào đều nhìn thấy trên đường phố từng đoàn xe đủ loại, xe jeep, xe chở khách, xe nhà binh của các đơn vị quân sự bỏ lại. Trên các đầu xe, tất cả đều có cắm song song một lá cờ ngũ sắc của Phật giáo và một lá cờ nửa đỏ nửa xanh. Ở giữa có ngôi sao vàng của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tất cả đều có gắn loa phóng thanh đang ầm ầm tiến ra hai ngã, một về phía Hòa Mỹ hướng ra đèo Hải Vân để đi Huế, và một về phía Phước Tường hướng về Hòa Cầm để đi vào Tam Kỳ Quảng Nam. Đến 13 giờ cùng ngày, cả thành phố đều nghe những tiếng hô vang dậy. Chúng tôi, lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng, yêu cầu đồng bào hãy mau mau mở cửa ra để chào mừng và hoan hô bộ đội giải phóng miền Nam anh hùng. Cả thành phố đều mở cửa nhìn ra. Trên đường phố, từng đoàn xe từ hai ngã đang tiến vào thành phố. Đồng bào nhìn kỹ thì ra là hai đoàn xe đã ra đi hồi 8 giờ sáng. Chỉ khác hơn là trên các xe bây giờ chở đầy bộ đội miền Bắc, còn được cắm thêm những cành lá mà trước kia Việt Cộng thường gọi là cành lá ngụy trang. Tiếp theo sau là những xe thiết giáp trang bị đầy đủ hỏa tiễn phòng không, đại bác, và tiếng hô vẫn tiếp tục vang vang. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, tất cả các xe, ngoài người tài xế, còn có một ông hòa giải và một vị sư mặc áo cà sa vàng ngồi bên cạnh. Và những tiếng hô đó cứ thay phiên phát ra từ hai cái mồm của hai người này. Đến chiều, vẫn chưa tìm được người thân. Tôi được tin là có nhiều người đã bị an ninh Phật giáo bắt giam ở các chùa, nên tôi đến chùa Pháp Lâm, tức chùa tỉnh Giáo hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng, số 500 đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng, để cầu cứu Thượng tọa Thích Quang Thể, chánh đại diện Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng. Vì thế khoảng 17 giờ tôi nhìn thấy một chiếc xe jeep nhà binh dừng lại ngay cổng chùa. Từ trên xe có hai thầy bước xuống. Đó là Đại Đức Thích Minh Tuấn, người Huế, hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề, phó đại diện tỉnh Giáo hội Quảng Nam Đà Nẵng. Thích Minh Tuấn là một trong những người lãnh đạo trong Viện Hóa Đạo Mộc của Ấn Quang. Sau đó là Thượng tọa Thị Giả của Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Tu Viện Nguyên Thiều, và hiện nay là Thượng tọa Viện Chủ Tu Viện Nguyên Thiều Bình Định, và Đại Đức Thích Như Ký, tức Mai Đăng Em, quê ở Mân Lập, quận 3, Đà Nẵng, Tổng Thư Ký Giáo hội Tăng già Quảng Nam Đà Nẵng. Tiếp theo là hai ông hòa giải, quần tây áo sơ mi trắng, cả hai cùng mang băng đỏ như hai thầy. Cả bốn người cùng vào nhà khách của chùa gặp Thượng tọa Thích Quang Thể. Mở đầu bằng một giọng Huế, Thích Minh Tuấn nói: "Bạch Thượng tọa, tôi đã đưa xe ra tận đèo Phú Gia trước sư đoàn sao vàng của tướng Nguyễn Chân vào thành phố. Mọi việc đều tốt." Tiếp theo Thích Như Ký nói: "Bạch Thượng tọa, tôi đã đưa xe vô tận Hà Lam, Thăng Bình, đã đón bộ đội ta do Đại tá Phan Hoang chỉ huy vào thành phố một cách an toàn." Thượng tọa Thích Quang Thể gật đầu vui vẻ, định nói gì với hai thầy. Nhưng ngay lúc đó Lê Quang Hòa, trung tướng Việt Cộng, tức Nguyễn Văn Hòa, quê Điện Bàn, Quảng Nam, tập kết ra Bắc trở về là tư lệnh phó quân khu 5, cùng đi với mấy tên cận vệ bước vào chùa. Thượng tọa Thích Quang Thể đứng lên chào. Lê Quang Hòa nói: "Tôi đến đây để thăm chùa, đồng thời để nói lên lời cảm ơn Thượng tọa và giáo hội đã tích cực trong công việc đưa đón bộ đội giải phóng vào thành phố, một thành quả không ngờ. Vì khi nghe Ngô Quan Trưởng tuyên bố các lực lượng quân cán chính tại Đà Nẵng sẽ tử thủ và có 45 ngày để dân Đà Nẵng di tản, chúng tôi nghĩ là sẽ có một lực lượng hùng hậu, nên bộ tư lệnh quân khu 5 đã dự tính lập vòng đai bao vây trong vòng 3 tháng mới có thể vào thành phố Đà Nẵng được. Vì vậy, khi các thầy đưa xe ra đón,
Chúng tôi không tin nên phải lấy tin từ quân báo thật chính xác mới dám cho bộ đội lên xe của các thầy. Quay sang hai thầy Lê Quang Hòa nói, tôi đặc biệt khen ngợi Đại Đức Thích Minh Tuấn đã đưa xe ra tận đèo Phú Gia để đón sư đoàn sao vàng của tướng Nguyễn Chân vào thành phố một cách an toàn. Tướng Chân rất vui mừng khi được trở lại quê hương Thanh Khê, Đà Nẵng. Và công lao của Đại Đức Thích Như Ký cũng không kém, vì Đại Đức cũng đưa xe vào tận Hà Lam, Thăng Bình để đón bộ đội của Đại tá Phan Hoang vào thành phố không hề gặp trở ngại. Giữa lúc đó tôi nhìn thấy Thượng Tọa Thích Quang Thể quay vào phía góc chùa, nhìn tôi một cách ái ngại. Tôi hiểu ý nên liền chào Thượng Tọa và ra về. Sau đó lực lượng hòa hợp hòa giải Phật giáo Ấn Quang đã hướng dẫn các đoàn xe của bộ đội Việt Cộng vào chiếm giữ các đơn vị của quân đội cũ và lại dùng loa phóng thanh kêu gọi. Yêu cầu tất cả đồng bào hãy treo cờ Phật giáo. Phải công nhận là Phật giáo nói Phật tử chiếm 80% là đúng, nhưng chỉ đúng trong những ngày này mà thôi. Vì thấy các chùa đồng loạt treo cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng như thấy khí thế của Phật giáo như vậy, nên nhiều người bình thường chỉ theo đạo thờ cúng ông bà hoặc Khổng giáo, nhưng vì muốn an thân, họ đã đến các chùa mua cờ ngũ sắc đem về treo trước cửa, xem như là lá bùa hộ mệnh. Trừ ba tôn giáo đã chấp nhận mọi thứ, cương quyết không treo cờ Phật giáo, đó là Công giáo, Tin lành và Cao đài. Ngoài ra để lập công với cách mạng, Đại Đức Thích Minh Tuấn đã nhân danh Phó đại diện tỉnh Giáo hội Phật giáo Ấn Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hiệu trưởng trường Trung tiểu học Bồ Đề, xin dâng hiến tất cả các trường Bồ Đề và các cơ sở khác của giáo hội cho cách mạng. Thấy vậy, có nhiều Phật tử phản đối. Thích Minh Tuấn trả lời, bây giờ mình đâu có cần gì những thứ đó nữa, vì chúng ta có công đánh đuổi Mỹ ngụy, thống nhất đất nước, mọi việc giáo hội cần đến thì có chính phủ giúp đỡ. Khi nói đến lực lượng hòa giải thì ngoài những công lao trên họ còn có những thành tích khác đáng kể như sau đây. Trong lúc đồng bào trên đường di tản, lực lượng hòa giải đã xuống tận bến Bạch Đằng dùng loa phóng thanh kêu gọi, chúng tôi, lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng, trụ sở đặt tại chùa Pháp Lâm ở số 500 đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, thiết tha kêu gọi đồng bào đừng di tản, hãy ở lại với chính quyền cách mạng, ngụy quân ngụy quyền cấp bậc chức vụ gì sẽ được trả nguyên cấp bậc và chức vụ ấy. Vì thế mà ở trại cải tạo T-154 Tiên Phước, Quảng Nam, tôi biết có người không phải sĩ quan mà đã khai là trung úy, mục đích để được trả lại cấp bậc cũ. Nhưng không ngờ rồi sau đó họ đã phải ở tù như những sĩ quan thật, và rồi cấp bậc chức vụ gì thì phải ở tù theo cấp bậc chức vụ ấy. Nhân đây tôi xin viết thêm một trường hợp khác. Trong cơn say máu người, hòa giải Phật giáo cũng đã đến nhà ông bà Trần Quốc Thái ở số 6 đường Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng. Nhưng khi ập vào nhà thì chỉ còn căn nhà trống, ông bà Trần Quốc Thái đã chạy thoát. Mất mồi, chúng tức tối la hét, đập phá lung tung. Tôi nghĩ là ông bà Trần Quốc Thái đã có được một hồng ân quá lớn. Nếu không thì chúng đã xé xác ông rồi. Nhẹ lắm thì cũng như ông Trần Xô vậy. Nhân đây tôi xin nói rõ về ngôi nhà này. Tôi biết ông bà Trần Quốc Thái đã vay mượn của nhiều người để xây cất. Nhưng sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bọn Đâm Thuy chém mướn giết chết, Hội đồng gian nhân phản loạn đã tịch thu với lý do là tài sản của đảng cần lao và dùng làm cơ quan nha cảnh sát quốc gia vùng 1. Ông bà Trần Quốc Thái đã dắt con cái đi ở nhà người khác, nhưng cũng phải thắt lưng buộc bụng để có tiền trả cho đến 10 năm mới hết nợ làm nhà. Năm 1973, vì truy tìm mãi vẫn không có bằng chứng là tài sản của cần lao, nên ngôi nhà mới được trả lại cho ông bà Trần Quốc Thái. Đến năm 1975, hòa giải Phật giáo chiếm giữ, sau đó giao cho Việt Cộng lấy làm bộ chỉ huy công an vũ trang. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng ra lệnh truy tầm ông Trần Quốc Thái, bí thư đảng cần lao miền Trung. Tôi cũng biết ông Trần Quốc Thái là người Bắc di cư thời đại nhất Cộng Hòa có làm quận trưởng quận Điện Bàn Quảng Nam. Còn có cần lao hay không thì khó biết được.
vì đảng Cần Lao không công khai hoạt động như các đảng phái khác. Một nạn nhân khác là ông Trần Quốc Dân, người Thanh Khê, quận 2 Đà Nẵng, đi kháng chiến chống Pháp, sau đó là thiếu tá quân đội Bắc Việt xâm nhập vào Nam. Lúc đó ông là trung đoàn trưởng trung đoàn Sao Vàng. Nguyễn Chơn cũng là người Thanh Khê Đà Nẵng, là trung đoàn phó. Ông là người đầu tiên rời bỏ hàng ngũ Việt Cộng trở về với chính nghĩa quốc gia vào năm 1962. Ông kể với người thân: "Trước đó tôi có gặp người của ông Ngô Đình Cẩn nên mới dám quyết định trở về. Sau khi quyết định, tôi đã lợi dụng trong một lần giao tranh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại chiến trường Đại Lộc Quảng Nam. Tôi vượt sông Thu Bồn và theo sự hướng dẫn của người tôi đã gặp, tôi gặp được ông Ngô Đình Cẩn và tôi được sự giới thiệu của ông cố vấn, nên tôi vào Sài Gòn trình diện Tổng thống Ngô Đình Diệm vì tôi tin tưởng rằng Tổng thống chắc chắn hiểu được những người đi tham gia kháng chiến chống Pháp và tôi đã nghĩ đúng. Vì khi gặp mặt Tổng thống, sau khi nói rõ về mình và trình bày ý nguyện của tôi thì Tổng thống dạy rằng, tôi đã hiểu được chú em, bây giờ đáng lẽ ra tôi trả lại em quân hàm trung tá, vì ngoài đó cấp thượng tá, nhưng thôi vì danh dự quốc gia em hãy nhận quân hàm thiếu tá, tôi xin được ra chiến đấu, nhưng Tổng thống bảo, không được, hãy về đoàn tụ với gia đình trước khi nhận công tác. Và Tổng thống ban thưởng tôi 300.000 đồng từ tay của Tổng thống." Ông Trần Quốc Dân trở về Đà Nẵng. Sau một thời gian ngắn, ông mua một căn nhà tại đường Trần Cao Vân và cưới vợ, rồi ông được làm việc tại Bộ Công Dân Vụ. Một năm sau, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bọn Đâm Thuê chém mướn giết chết. Là một người cứng cỏi, nhưng ông Dân đã rơi nước mắt. Ông kêu lên, thấy là hết, Tổng thống không còn nữa, thì sẽ không còn ai hiểu tôi ngoài Tổng thống. Vài tháng sau, ông tâm sự với người thân: "Tôi chán nản trước nạn kêu binh và kêu tăng ngày càng lộng hành trên đất nước, chắc tôi sẽ xin xuất ngũ." Tôi không nhớ rõ ngày tháng, nhưng sau đó ông đã xin xuất ngũ và cộng tác với cụ Vũ Hồng Khanh. Chức vụ cuối cùng Việt Nam Quốc Dân Đảng của ông là một trong bốn phó chủ tịch thành bộ Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 3 năm 75, trong lúc ông Trần Quốc Dân chuẩn bị đưa gia đình đi di tản, thì bất ngờ hai ông Đại Đức Thích Như Ký, Tổng Thư ký Giáo hội Tăng già Quảng Nam Đà Nẵng, cùng Huỳnh Vỗ, cư sĩ chánh đại diện Giáo hội Phật giáo quận 2 Đà Nẵng, dắt theo một đám thanh niên Phật tử có vũ trang đến nơi. Sau này tất cả đã trở thành công an Việt Cộng. Hai người này vào nhà ông Dân, Thích Như Ký nói: "Chúng tôi ban lãnh đạo lực lượng hòa giải thị bộ Đà Nẵng mời ông lên chùa tỉnh, giáo hội để cùng làm việc. Ông hãy tin tưởng vào chúng tôi và ông sẽ có một chỗ đứng trong lòng lịch sử." Nói là mời, nhưng đám thanh niên Phật tử đứng sau lưng hai ông, tên nào cũng lăm lăm tay súng, không còn cách nào khác, ông Dân đành phải theo chúng lên chùa. Ông Dân đi rồi, gia đình biết ông sẽ gặp nguy, nên vợ ông dắt hai đứa con thơ của ông bà đến chùa Pháp Lâm, tức chùa tỉnh Giáo hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng, để xin gặp chồng. Nhưng đội an ninh Phật tử chặn ngay ở ngoài cổng không cho vào. Vợ ông Dân khóc lóc van lại thế nào cũng không được, nên đành dắt hai con trở về. Ngày 30 tháng 3 năm 75, khoảng 10 giờ sáng, lực lượng hòa giải Phật giáo đưa ông Dân từ chùa Pháp Lâm đến nhà giam kho đạn ở số 15, đường Đào Duy Từ, Đà Nẵng. Lúc giải giao, chúng đã trói hai tay ông ra sau, còn trồng thêm một vòng thòng lọng trên cổ. Cách trói này giống như chúng đã trói các vị quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc bạo loạn bàn Phật xuống đường vào mùa hè năm 66, khi áp giải các vị nói trên đến chùa Phổ Đà. Bởi cách trói này, nếu nạn nhân bỏ chạy, thì sợi dây sẽ tự thắt cổ lại mà chết. Như thế vẫn chưa đủ, mà đội an ninh Phật tử còn cầm súng đi kèm hai bên. Thấy vậy, đồng bào Đà Nẵng đã gọi chúng là quỷ ban áp giải. Ngày 3 tháng 4 năm 75, khoảng 21 giờ tối, Nguyễn Chơn, tướng Việt Cộng, đến nhận ông Dân tại nhà giam kho đạn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của ông Dân đã chết, xác được bỏ vào nhà vĩnh biệt của quân y Viện Duy Tân Đà Nẵng,
trên thân thể của ông có nhiều vết đạn. Chúng tôi xin nhắc lại, năm 1962, ông Dân là trung đoàn trưởng trung đoàn Sao Vàng, thì Nguyễn Chơn là trung đoàn phó. Sau khi ông Dân bỏ đơn vị trở về với chính nghĩa quốc gia, thì Nguyễn Chơn đã thay thế ông Trần Quốc Dân làm trung đoàn trưởng. Đến năm 75, Nguyễn Chơn lên tướng. Như vậy, cho chúng ta thấy, một mặt Phật giáo Ấn Quang đã bắt ông Trần Quốc Dân đem giam trong chùa Pháp Lâm, mặt khác ra lệnh cho Thích Minh Tuấn đem xe ra tận đèo Phú Gia để trước sư đoàn Sao Vàng của Nguyễn Chơn, rồi sau đó giao ông Dân cho Nguyễn Chơn xử bắn, theo chỉ thị của Việt Cộng một cách rõ ràng không thể chối cãi. Sau khi ông Dân chết, bọn an ninh Phật tử đã hướng dẫn Việt Cộng xông vào nhà ông Trần Quốc Dân, dùng bạo lực đuổi vợ con ông ra khỏi nhà mà chúng nói là nhà của Diệm. Vợ ông Dân chỉ được ôm mấy bộ áo quần và dắt các con ông bà về nương tựa với gia đình tại chợ Tân Lập, Đà Nẵng. Những người đã chết dưới bàn tay bạo tàn của lực lượng an ninh Phật giáo Ấn Quang. Tối 29 tháng 3 năm 1975, đội an ninh Phật giáo Ấn Quang đã bắn chết 7 người tại quận 3 Đà Nẵng. Trong số này, chúng tôi biết mặt, biết tên 4 người, đó là các ông. 1. Hồ Hân, quê Quảng Ngãi, nhà ở An Thị, An Hải Bắc, nguyên trưởng ban thẩm vấn ti cảnh sát quốc gia, thời đệ nhất Cộng Hòa. Năm 1964, ông bị Phật giáo bắt đánh về tội dư đảng cần lao. 2. Nguyễn Phận, nhà ở An Tân, An Hải Bắc, nhân viên ban hai chi khu quận 3, đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng thuộc khu đảng bộ Yên Bái. 3. Phạm Lý, quê Tứ Câu, Thanh Thủy, Điện Bàn, Quảng Nam, nhà ở An Cư 3, An Hải Đông, công nhân sở Mỹ, đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Cả hai vị nói trên đều trực thuộc Trung ương Pháp Định do cụ Vũ Hồng Khanh lãnh đạo. 4. Riêng ông Bùi Ngọc Cang, phường trưởng phường An Hải Bắc, thời đệ nhất Cộng Hòa, ông là nhân viên phòng 2, thị đoàn Bảo An Đà Nẵng. Năm 1964, ông bị Phật giáo bắt đánh về tội dư đảng cần lao. Lúc lực lượng an ninh Phật giáo Ấn Quang đến nhà, vợ ông Cang ra mở cửa. Vừa thấy mặt ông Cang là một tên đã bắn xạ vào người ông liền mấy phát. Ông Bùi Ngọc Cang gục chết ngay giữa nhà. Trước sự kinh hoàng của vợ con, bà Cang ngất xỉu, các con ông gào thét lên kêu cứu, còn đội an ninh Phật giáo Ấn Quang lạnh lùng bỏ ra đi. Cùng bị bắn với 4 vị kể trên, còn có 3 người nữa. Tôi nhớ một người tên Mua, một người tôi quên tên. Cả hai người này đều là người An Hải Đông, quận 3 Đà Nẵng, là cán bộ Liên hiệp Nghiệp đoàn Lao Công, đảng viên Đảng Công Nông do Chủ tịch Trung ương Trần Quốc Bổ lãnh đạo, và một người khác là nhân viên cảnh sát, người quản trị, tôi cũng quên tên, đã bị bắn chết ngay tại trước trại Ngô Quyền, An Hải Bắc, quận 3. Sau khi chết được đồng bào chôn cất ngay tại chỗ, cho đến trước ngày vượt biển tôi vẫn còn thấy nấm mộ của người này tại đó. Đồng bào vẫn thường đến thắp hương cho nấm mộ vô chủ này, không biết bây giờ có dời đi nơi khác hay không. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai. Và tiếp theo sau đây là phần thứ hai của 30 tháng 4 1975, Máu và Nước Mắt của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Ngoài ra, vào buổi chiều 29 tháng 3 năm 1975, khoảng 19 giờ, vì không lên tàu di tản được, tôi trở về nhà. Lúc ấy tôi còn rất trẻ, độc thân, nên mẹ tôi lo sợ không muốn cho tôi đi đâu. Nhưng tôi muốn biết những gì đang xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Vì thế, một mình tôi đã chạy xe đến ngã ba Huế, thì bỗng thấy một đám đông vây quanh trước một căn nhà ở góc phía trái thuộc phường An Khê, quận 2, Đà Nẵng, làm kẹt xe. Tôi phải dừng lại. Trước mặt tôi là một nhóm an ninh Phật giáo Ấn Quang, đang đằng đằng sát khí trực chỉ vào một căn nhà khá khang trang, đang đóng cửa. Bọn này la hét,
tất cả mọi người ở trong nhà phải đều ra ngoài hết, nếu không thì chúng tao sẽ đốt nhà. Sau một hồi không thấy động tĩnh, tôi nhận thấy trên khuôn mặt của đồng bào ai cũng đều lo sợ. Có lẽ ở gần nhà nên họ biết về những người trong nhà này. Trong lúc đồng bào đang lo lắng, thì bỗng có hai người đàn ông khoảng chưa tới 30 tuổi đã mở cánh cửa ở bên hông trái của căn nhà bước ra. Nhưng thật bất ngờ là khi hai người này vừa bước xuống chưa hết bậc tam cấp, thì bọn an ninh Phật tử liền nổ súng bắn xạ vào hai người này. Cả hai vị đều gục chết trên vũng máu, thân thể nằm vắt ngang nửa trên nửa dưới của bậc tam cấp, nơi thềm nhà của họ. Thấy vậy tôi mới hỏi thăm đồng bào ở đó, và tôi được biết hai vị đó là hai anh em ruột và đều là nhân viên cảnh sát. Trước cái chết của hai vị này, đồng bào đã khiếp đảm, vội giải tán ngay, ai về nhà nấy. Tôi cũng phải rời hiện trường lập tức, nhưng cho đến bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn không bao giờ quên được hình ảnh của hai vị, cũng như căn nhà của họ. Tôi vẫn tâm nguyện sẽ có một ngày được trở lại quê hương để tìm cho ra tên họ của những người đã chết một cách tức tưởi và oan uổng dưới bàn tay tàn ác của Phật giáo Ấn Quang, bởi tôi không muốn tên tuổi của họ sẽ bị đi vào quên lãng. Ủy ban lãnh đạo lực lượng hòa hợp hòa giải dân tộc thị bộ Đà Nẵng. Người đứng đầu cái ủy ban này là La Thành Tị, một tên tàn ác đã từng ra tay sát hại đồng bào trong cuộc tấn công phường Thanh Bồ, Đức Lợi. Làm chủ tịch lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ, trụ sở được đặt tại chùa Pháp Lâm, ở số 500 đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, nơi trụ trì của Thượng tọa Thích Quang Thể, chánh đại diện Phật giáo Ấn Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tôi vẫn nhớ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1975, sau khi đã có công ra tận vùng giặc đón Việt Cộng vào thành phố, lực lượng hòa hợp hòa giải liên tiếp từng ngày cho xe chạy khắp đường phố, dùng loa phóng thanh kêu gọi. Chúng tôi lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng yêu cầu tất cả ngụy quân ngụy quyền, đảng phái chính trị thuộc chế độ Sài Gòn hãy mau mau tập trung về chùa Pháp Lâm, tức chùa Tỉnh Giáo Hội, giao nộp vũ khí và trình diện. Đối với quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đều chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Khi nghe lời kêu gọi đó, họ đã đến chùa để trình diện. Một điều mà chắc nhiều người còn nhớ là lúc chạy giặc, đa số sĩ quan vứt bỏ súng. Khi đến chùa trình diện không có súng, đã bị La Thành Tị, một trong những tên sát thủ trong cuộc tấn công hai phường Thanh Bồ, Đức Lợi, 24 tháng 8 năm 1964. Lúc này là chủ tịch hội hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng, cùng lũ lâu la trong cái thị bộ này, lớn tiếng la lối nạt nộ đủ điều. Các anh phải giao nộp súng ngắn, vì sĩ quan phải có súng ngắn. Các anh giữ súng lại để tìm cách chống phá cách mạng à? Không có súng ngắn, chúng tôi không cấp giấy chứng nhận đâu. Vậy là các vị sĩ quan này phải về đi tìm súng, nhưng súng còn đâu nữa mà tìm. Bởi lúc hỗn loạn xảy ra, La Thành Tị đã ra lệnh cho thanh niên Phật tử phải đi thu nhặt hết đem về chất trước sân chùa. Nhưng có vị đã đi đến những hang cùng ngõ hẻm tìm được súng. Có vị tìm được cả chục khẩu súng như M16, AR-15 vác lên chùa. Trong số đó, tôi biết có một người là Thiếu tá Đỗ Công Hào thuộc tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị, cũng ôm một bó súng. Ông yên tâm đem vào chùa. Nhưng không ngờ khi nộp súng, ông lại càng bị La Thành Tị la hét càng to hơn nữa. Các anh có đem hàng trăm súng dài cũng không được, vì sĩ quan thì phải giao nộp súng ngắn, các anh phải nộp súng ngay, không thì đừng có trách. Đến nước này thì các vị không có súng ngắn, chỉ còn có một cách là về nhà, đem tiền lên chùa để đưa cho lực lượng an ninh Phật giáo. Đám này hãy ai có tiền thì chúng lấy những cây súng ngắn trong cái đống súng ở trước sân chùa trao cho, để nộp và để đổi lấy cái giấy chứng nhận trình diện của thị bộ hòa hợp hòa giải. Thiếu tá Đỗ Công Hào cũng phải đem tiền mua súng. Sau đó ông đã phải vào nhà tù cải tạo T-154, đến gần 10 năm sau khi đã bị què một chân mới được ra tù. Và bây giờ, dù đã trải qua những năm dài bị hành hạ, đọa đày, nhưng Thiếu tá Đỗ Công Hào vẫn còn giữ được nguyên cái cây súng ngắn,
Chẳng biết bây giờ bọn Hòa Hợp hòa giải Phật giáo có còn muốn đòi thiếu tá Đỗ Công Hào phải trình ra cây súng ngắn nữa hay không? Việt Cộng trả công cho lực lượng Hòa Hợp hòa giải Phật giáo Ấn Quang. Trở lại với cái gọi là lực lượng Hòa Hợp hòa giải, sau khi quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã giao nộp vũ khí, thì trước sân chùa một đống súng cao như núi, thì lực lượng Hòa Hợp hòa giải đã đến tòa thị chính, mời Ủy ban quân quản đến nhận súng. Ủy ban quân quản cử Hoàng Văn Lai, ủy viên an ninh, sau Lai là đại tá trưởng ty công an Quảng Nam Đà Nẵng, đến chùa Pháp Lâm. Lai đứng ở sân chùa dằn từng tiếng: các anh hãy trả lời, cách mạng chiến thắng hay Phật giáo chiến thắng? Hòa giải là cái gì? Mỹ ngụy bỏ chạy, chúng tôi tiếp thu chứ có ai đánh đâu mà hòa giải. Còn súng chúng tôi không cần, cho các anh đấy. Bây giờ đến lượt ban lãnh đạo hòa giải, lại Hoàng Văn Lai để y chở đống súng đi, vì để đống súng nằm hoài ở sân chùa thì không tiện. Sau đó ủy ban quân quản ra lệnh như sau: sĩ quan trình diện tại số 03 Duy Tân, ngụy quyền trình diện tại số 12 Bạch Đằng, đảng phái chính trị trình diện tập thể tại số 9 Gia Long. Có người nghĩ rằng đã có giấy chứng nhận của lực lượng Hòa Hợp hòa giải Phật giáo Ấn Quang nên không đi trình diện nữa, nhưng nhiều vị đã bị bắt vì không có giấy chứng nhận của ủy ban quân quản. Có người xuất trình giấy chứng nhận của lực lượng Hòa Hợp hòa giải thì bọn an ninh nói: giấy chứng nhận của hòa giải hãy bỏ vào sọt rác vì không có giá trị, chỉ có giấy chứng nhận của ủy ban quân quản có chữ ký của ông Hoàng Văn Lai mới có giá trị. Cuối cùng quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Đà Nẵng phải đi trình diện hai lần, nhưng may là lần sau không bị đòi nộp súng ngắn nữa. Bây giờ đến lượt cách mạng thưởng công cho lực lượng hòa giải. Qua sự thanh lọc, một số đông bị rớt, riêng La Thành Tị được tiếp tục làm việc trong mặt trận Tổ quốc. Hiện nay La Thành Tị là trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng. Chính quyền Phật giáo. Một điều hơn ai hết, chính lực lượng hòa giải Phật giáo chắc khó quên. Ấy là trong thời gian hơn một tháng từ 20 tháng 3 năm 75, lực lượng hòa giải đã nổi lên cướp chính quyền phường khóm xã thôn, bởi chính quyền cũ có người đã di tản. Còn những người kẹt lại, vì thấy những bộ mặt đằng đằng sát khí của những ông hòa giải nên chẳng ai dám nói gì. Họ cũng tự xưng là phường trưởng, xã trưởng, thôn khóm trưởng, đã làm mưa làm gió, bắt giết người, lập tòa án nhân dân, đấu tố nhiều người. Đến 29 tháng 3 năm 75, Việt Cộng vào thành phố rồi, chúng cũng không hề nói gì mà còn vui vẻ bắt tay các ông hòa giải, gọi là đồng chí. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Việt Cộng mới yêu cầu các khôn hội bàn giao chính quyền cho chúng. Điều này đã làm hòa giải Phật giáo bị mất mặt trước dân chúng, nên chính quyền hòa giải nhất định không chịu bàn giao, vì đã nắm quyền hơn một tháng rồi, giết người chẳng ít, bắt giam cũng nhiều. Nên chính quyền hòa giải Phật giáo đòi Việt Cộng phải hợp thức hóa cho họ trở thành những cán bộ lãnh đạo phường, khóm, xã, thôn, vì đã có công lao đưa xe đi đón bộ đội Bắc Việt vào thành phố. Cuối cùng, Việt Cộng tổ chức một cuộc meeting tại đài phát thanh Đà Nẵng. Trong buổi meeting, ban tổ chức đã giới thiệu tên Trần Thận, thường vụ tỉnh ủy Quảng Đà, lên phát biểu như sau: sở dĩ có cuộc meeting hôm nay là do sự đòi hỏi của Phật giáo. Tôi nhấn mạnh là Phật giáo chứ không có hòa hợp hòa giải chi hết á. Vì cái chiêu bài hòa hợp hòa giải là chỉ do Phật giáo tổ chức ra để lừa bịp với chế độ Sài Gòn mà thôi. Chúng tôi công nhận Phật giáo Ấn Quang đã có công đóng góp với cách mạng đánh đổ Mỹ ngụy, nhưng đó là nghĩa vụ công dân chứ không vì thế mà Phật giáo đòi cầm quyền. Hiện nay còn có một số phường khóm xã thôn thuộc các khuôn hội còn nắm giữ không chịu bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các địa phương. Phật giáo nên biết, ngày xưa ông Lý Vạn Hạnh là cha ruột ông Lý Công Quẩn, nên Phật giáo muốn làm gì thì làm. Còn hiện nay, ông Đôn Hậu không phải là cha của đồng chí Lê Duẩn và chính quyền cách mạng chứ không phải là Triều Lý. Vậy chúng tôi yêu cầu Phật giáo phải khẩn trương bàn giao gấp. Nếu chậm trễ, chúng tôi sẽ có biện pháp. Nói đến đây, y nổi nóng vung tay hét: này, đất nước đã có độc lập tự do rồi mà không lo tu thân tăng gia sản xuất để góp phần xây dựng đất nước, mà cứ đòi cầm quyền. Phật giáo lấy tư cách gì để đòi cầm quyền? Ai cho cầm quyền? Phật giáo chỉ có cầm mà.
Cầm à, cầm à. Bỗng nhiên có tiếng cười nổi lên. Nhiều bà cười lớn quá khiến tên thận phải khựng lại rồi không biết phải nói tiếp những gì nên y nói đại. Ê, cầm à, cầm, cầm, cầm cái gì cũng được nhưng không được cầm quyền. Thích Đông Hầu bắt buộc đồng bào phải đi diễn hành mừng ngày sinh nhật Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 5 năm 1975, Thích Đông Hầu chỉ thị Tỉnh Giáo hội Quảng Nam Đà Nẵng và Thị bộ Hòa Giải tổ chức sinh nhật Hồ Chí Minh tại chùa Pháp Lâm. Trước khi tổ chức sinh nhật, các khuôn hội tại các quận lân cận và thành phố Đà Nẵng ra lệnh cho đồng bào phải tập trung về chùa Phổ Đà để bắt đầu cuộc diễn hành chào mừng chiến thắng và dự sinh nhật của Bác Hồ, vị cha già dân tộc. Lực lượng hòa hợp hòa giải đã bắt đồng bào ở các quận như Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Hòa Vang phải đi bộ, mỗi người phải tay cầm đèn gió để đem xuống thì thắp sáng lên cho nó ra vẻ phấn khởi hồ hởi và gói cơm đem theo để ăn dọc đường vì có nơi phải đi bộ một ngày một đêm mới tới Đà Nẵng. Trước khi đi, các khuôn hội đã tập dượt cho đồng bào hô khẩu hiệu như sau. Khi những ông hòa giải tay cầm loa phóng thanh mồm hô, "Quan hô bộ đội giải phóng miền Nam anh hùng!" thì đồng bào phải hô lớn, "Quan hô, quan hô!" Còn khi mấy ông hô, "Đã đảo đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai bán nước!" thì đồng bào phải hô, "Đã đảo, đã đảo!" Nhưng sau một đêm ngày đi bộ vì mệt và buồn ngủ, nên đồng bào chẳng còn nhớ những gì khác cả, mà chỉ còn nhớ bốn tiếng hoan hô và đã đảo mà thôi. Tôi vẫn nhớ như in vào đêm ấy đã hơn 1 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 75. Lúc đó tôi đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng chân người đi, tiếng ồn ào, tiếng loa phóng thanh cùng với tiếng hô hoan hô đã đảo. Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện đêm ấy, nếu có ai thì tôi kể lại để cùng cười. Còn nếu chỉ mình tôi thì tôi cười một mình. Đêm ấy khi đoàn người đã bị các ông hòa giải hành hạ, đang đi qua nhà, tôi đã vừa cảm thương đồng bào vừa không nén được tiếng cười khi nghe mấy ông hòa giải tay cầm loa phóng thanh mồm la ơi ới. Bà con ơi, ai trước gói cơm? Thì có tiếng của đồng bào đáp trả, quan hô, quan hô. Nghe vậy mấy ông hòa giải lại la lớn, bà con ơi, gói cơm ai rớt? Đồng bào lại hô, đá đảo, đá đảo. Cứ tiếp tục như vậy một hồi lâu, đồng bào cứ mắt nhắm mắt mở, cũng chỉ biết có hoan hô với đá đảo cái gói cơm. Cuối cùng các ông hòa giải tức quá, mới đi tới gần từng nhóm người, tay đập mạnh vào người họ mồm hét. Gần sáng rồi tỉnh táo đi, nghe chúng tôi nói đây nè, ai làm rớt gói cơm thì nhận lại, chứ nghe cái gì đâu mà cứ hoan hô với đá đảo hoài vậy hả? Lúc đó đồng bào mới biết là có sự cố. Hai chữ sự cố nằm trong dấu ngoặc nha bà con. Nên biết là lúc đó đồng bào rất sợ hòa giải Phật giáo. Các khuôn hội buộc mỗi gia đình ít nhất phải có một người phải cầm đèn gió đi diễn hành tại thành phố Đà Nẵng để cho nó có hệ thống trước khi diễn hành đến chùa Pháp Lâm. Các khuôn hội dùng loa phóng thanh kêu gọi, yêu cầu tất cả đồng bào hãy tập trung về tại chùa Phổ Đà ở số 340 đường Phan Châu trên Đà Nẵng, tức Phật Học Viện Trung Phần, để bắt đầu cuộc diễn hành trên khắp thành phố suốt đêm để mừng cách mạng chiến thắng. Cho đến ngày 19 tháng 5, trước khi đến chùa Pháp Lâm tại số 500 đường Ông Ích Khiêm, để mừng sinh nhật Hồ Chủ tịch vĩ đại. Trở lại cuộc diễn hành, hay đúng hơn là hành diễn, sau khi đã thấy những sự kiện kể trên, tôi nghĩ chờ trời sáng sẽ xuống chùa Pháp Lâm xem thử mọi việc ra sao. Khi đến chùa Pháp Lâm, tôi cùng vào với đồng bào diễn hành. Chúng tôi đã chứng kiến Thượng tọa Thích Đông Hậu ngỏ lời nói, yêu cầu đồng bào từ nay hãy lập tại nhà một bàn thờ thật trang trọng. Phải có ảnh của Bác Hồ kính yêu để thờ vị cha già của dân tộc. Ảnh đang có tại các chùa, đồng bào hãy đến để mua đem về mà thờ. Tiếp theo Thích Đông Hậu. Dân Đà Nẵng thường gọi là Thích Đoạn Hậu hoặc Thích Đâm Hậu. Giới thiệu một cán bộ cách mạng lên nói chuyện với đồng bào. Khi người này lên nói chuyện đã tự giới thiệu tên là Hoàng Châu Ký, Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa Khu Trung Trung Bộ. Giáo sư Hoàng Châu Ký sinh năm 1921 tại xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình khá giả. Ông tham gia cách mạng ngay từ năm 16 tuổi.
từ trần ngày 31 tháng 1 năm 2008 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 87 tuổi. Hoàng Châu Ký đã ngỏ lời khen ngợi có đoạn như sau: "Quý Thượng Tọa, Đại Đức và quý vị thuộc lực lượng hòa hợp hòa giải là những người đã có công với cách mạng, tham gia đánh đổ Mỹ Ngụy thật là đáng ngợi khen. Trước đây quý vị nói là bị Mỹ Ngụy áp bức kềm kẹp không có tự do. Nay cách mạng đã giải phóng không còn ai bị áp bức nữa. Từ nay quý vị tu sĩ đều được tự do ở lại chùa tu hành. Ngoài ra cách mạng sẽ giúp đỡ bằng cách tạo điều kiện cho có đất đai để quý vị được tự do làm chủ, tự do lao động sản xuất để góp phần xây dựng đất nước và để được vinh dự là không còn ăn bám vào thiên hạ nữa. Còn đối với những người không phải tu hành, tôi biết ở đây có nhiều người có bằng cấp cao như tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư. Các anh sẽ được trọng dụng trở lại, làm việc theo ngành nghề chuyên môn. Bác sĩ trở lại bệnh viện, giáo sư trở lại trường học. Các anh sẽ được bình đẳng như những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư cách mạng miền Bắc. Nghĩa là hàng tháng họ được bao nhiêu ký rau muống, bao nhiêu mì chín, thì các anh cũng được lãnh bấy nhiêu. Ngoài ra, muốn cải thiện, nếu ở thành phố không có đất, chúng tôi sẽ giúp cho các anh có điều kiện để tự do nuôi heo, tự do nuôi gà, tự do nuôi vịt, tự do, tự do." Hoàng Châu Ký còn nói thêm nhiều thứ tự do nữa, nhưng sao tôi thấy trên từng khuôn mặt của những vị trí thức này bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt khi biết mình đã có đầy đủ những thứ tự do. Trong lúc y còn nói chuyện, nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn những đồng bào tội nghiệp của mình, mà chúng tôi biết chắc chắn là họ phải nằm đường, ngủ chợ, lê lết một ngày, một đêm nữa mới trở về đến nhà của họ, nên chúng tôi phải ra về. Phần thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập cuối là tập thứ ba.